Đã giờ mình không qua làm đó, bây giờ mình lấy ra chiên rồi ăn chung gỏi cuốn nữa nha. Sẽ chiên nha các bạn. Đây mình sẽ lật qua các bạn, bên đây vàng mình sẽ lật qua nha, lật từ từ qua nha. Lật tất cả các mặt đều vàng là ok nha. Hai các bạn, video làm gỏi cuốn này nè mình sẽ không có làm lại nha các bạn. Hi, chào các bạn nha, tất cả mọi người. Hôm nay là ngày đầu tiên cấm cung các bạn. Không có được đi ra ngoài nè. Hôm nay mình sẽ ăn tại nhà. Ăn có một mình thôi. Đây là mắm nêm của mình. Hôm nay mắm nêm thơm. Hôm nay mình sẽ ăn gói đẹp đẹp chút. Xin chào mọi người, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ ăn món gỏi cuốn tôm thịt và chả giò. Chả giò hôm qua mình cuốn các bạn, hôm nay mình chỉ lấy chiên lên thôi. Thì lại ăn mấy cái món rau này nè. Hôm nay mình sẽ gói đẹp một chút nha các bạn. Hôm nay ngày đầu tiên mình bị cấm cung. Buồn quá giờ không biết làm sao. Ăn rồi dậy rồi ăn rồi có kim. Rồi mình sẽ làm món ăn. Đợi chút mình gói xong mình sẽ cho các bạn coi nha. Hôm nay mình gói đẹp đẹp một chút. Hôm bữa ăn gói xấu quá à. Thịt. Nhìn đều. Mình sẽ gói. Hôm nay mình sẽ gói đẹp đẹp chút nha. Rồi mời các bạn ăn nha. Đây, gói cuốn của mình đây. Mời các bạn ăn cuốn đầu tiên nha. Đây, mâm mâm. Mời các bạn nha. Ăn với mình nha. Hay các bạn ở cấm túc các bạn cứ làm ăn với mình nha. Rất là ngon các bạn. Không biết gì để nói luôn nè. Rất là ngon. Cấm túc ở nhà mà ăn vậy hoài chắc cũng ok. Nó ăn hoài chắc nó thành mập ra bao nhiêu ký lô nữa quá. Rất là tiếc là không ai ăn chúng mình được hết. Nếu mốt mà hết cấm túc rồi á, mới mình ra đường chắc là mừng lắm luôn, gặp bạn bè ở nhà ăn thôi cũng buồn các bạn ha. Giờ mình phải kiếm cái gì để mình vừa hết buồn. Ăn là vui các bạn ha. Rồi ơi đã quá, ngon ghê luôn. Không biết làm sao mà diễn tả nữa đó. Rất là ngon luôn các bạn. Các bạn cũng biết là đâu cần nói nhiều đúng không? Tới cuốn thứ hai xong mình sẽ mời các bạn tiếp nha. Đây, cuốn thứ hai xong rồi các bạn. Mời các bạn ăn nha. Ăn được bao nhiêu cuốn nha. Mời các bạn tới mình nha. Ngày hôm qua mình đi ra ngoài shop đồ đóng cửa hết trơn các bạn, chắc các bạn cũng biết không. Ngon quá, cay quá, ăn mà phải hít hà như vậy nè mới ngon. Đâu có dưa leo nữa là ăn rất là ngon. Ăn thử chả giò nha. Mình ở đây các bạn. Trời ơi, mình rất là thèm những món ăn Việt Nam á. Chắc các bạn cũng thèm rồi đúng không? Ăn rồi nhưng mà các bạn vẫn cứ thèm. Đây. Cái này là cuốn thứ ba. Cái này là chả giò nha các bạn. Và xưa là... Rồi, ngon quá. Chả giò ngon lắm các bạn, rất là thơm luôn.
Bạn làm giống như của mình thử coi, em rất là ngon á. Hai loại, một loại có bỏ tôm, một loại không bỏ tôm. Bên ngoài trời đang gần mưa, đang trời mưa các bạn. Trời đang thui rồi, rồi tới thui à. Một mình ăn không ai dành hết trơn á, phải có người dành với ăn với mình nữa thì rất là ngon nữa đó. Mình chỉ có nói chuyện với các bạn thôi nè. Đây là cái thứ năm nha các bạn. Tiếp tục ăn. Làm xong rồi. Bây giờ mình chỉ có thể nói chuyện với các bạn thôi nè. Hoặc là mình sẽ gọi điện nói chuyện, nhiều chuyện với mấy các bạn mình đó. Các bạn mình ai mà cũng ở nhà nè, cái cũng gọi điện cho nhau nè, để nhiều chuyện, để giống như là tám tám này tám nọ để đỡ buồn các bạn. Hoặc là đi coi phim, hoặc là chơi game. Coi phim, chơi game, gọi điện với nhau và ăn. Chỉ có như vậy thôi. Bạn nào mà mất việc làm đó, hay là làm ít đó, thì sẽ đi lấy tiền của chính phủ á, đi đi lại đó xin có thể có được 400 hoặc là 500. Rồi mai mốt sẽ chính phủ sẽ cho thêm. Bạn cuốn thứ 6 nha. Mình ăn là 8 cái cuốn. Thường mình ăn là khoảng 8 cuốn vậy. Không ai ăn chung mình hết nè. Không ai dành cho mình ăn á, nên mình ăn được vậy đó. Còn nếu mà có bạn ăn chung á, mình ăn nhiều thêm một chút nữa. Miệng vui rồi ăn thêm nữa. Còn không thôi là bình quân của mình có 8 cuốn vậy đó. Mình chuẩn bị cho mình ăn nhiều đủ. Dư chút xíu là ok. Không có gì bằng mà ăn món ăn Việt Nam của mình đó các bạn. Thôi. Đây, cuốn thứ 7 của mình xong tìm. Nhất là ăn gỏi cuốn nha, bún mắm nè, bún riêu nè, trời mấy món đó là mình mắt sáng rực luôn á. Cuốn thứ 7 là vẫn là rất là ngon nha các bạn. Cuốn thứ 8. Dạ. Này là cái thứ 8 nha các bạn. Mình rất là no các bạn. Mình sẽ ăn thêm mấy cái chả giò không nữa là ok. Mình mời các bạn miếng nha. Xoài rất là ngọt, rất là thơm nha. Ngọt lắm các bạn. Ngọt ơi là ngọt luôn. Hôm nay mình sẽ ăn tới đây thôi nha các bạn. Gặp các bạn vào video tiếp theo của mình nha. Mong các bạn coi video của mình sẽ được vui vẻ nha. Bye bye các bạn. Mưa bên ngoài rất là lớn. Thank you.